Phước sẽ tư vấn với mọi người về cái chính sách gọi là thanh toán của dự án Nova ha. Rồi. Thanh toán như thế nào vậy Phước? Thanh toán. Rồi, phương thức thanh toán sẽ có hai phương thức thanh toán. Đây hai phương thức thanh toán. Là cái này là khu 2 nha. Là cái shop house á, em nói shop house nhé. Vâng. Shop house nếu mà giờ anh mua đi thì nó có hai phương thức thanh toán, một là thanh toán chủng, hai là thanh toán vay. Vâng. Đa phần là khách hàng đều chọn cái này, nhưng mà em sẽ nói hai cái. Thứ nhất, nếu mà anh có dòng tài chính, anh xuống 50% cọc 200 triệu trước, xong rồi trong vòng 12 ngày anh xuống 30% của cái con đó. Ký hợp đồng đặt cọc hay là hợp đồng mua bán? Đây. Ở đây là thanh toán 30% rồi là ký hợp đồng mua bán luôn rồi phải không? Không, không, đây nó có chữ ở đây mà. À, kể từ ngày đặt cọc là thanh toán tiếp 30% phải không? Dạ đúng rồi. Rồi đây là để là ký hợp đồng mua bán rồi, là bao gồm cái tiền đặt cọc lúc đầu là coi như booking với đặt cọc lúc đầu là 200 triệu. Rồi, tiếp ha. Rồi đến ngày 15 tháng 11 năm 2021. Là 15 tháng 11 năm 2021 chứ mẹ này qua rồi, này phân tích cũ rồi. À cái này phân tích cũ coi như thời gian khoảng đây đi. Rồi khoảng 40% nữa. Rồi 40% đi. Đến tháng 12. Khoảng tháng 12 2022 đi. Khoảng đi. Tháng 12 năm nay luôn á. Hôm nay tại vì shop house đã xây dựng xong rồi. À những cái căn shop house mình đang nói cái chính sách của shop house phải không? Ừ, chính sách shop house thì 25%. Còn nếu mà vay thì anh chỉ cần xuống 5%. À xuống 5% thôi. Anh xuống thêm 25% nữa là đợt sau á. Rồi. Đợt sau là nó cách trong khoảng tầm 10 đến 15 ngày. Rồi. 25% rồi bắt đầu ngân hàng giải ngân 65%. À coi như ngân hàng sẽ giải ngân hết vào cái số tiền cho chủ đầu tư luôn. Và có cái gọi là ân hạn lãi gốc hoặc cái là gọi là chương trình giảm chiết khấu cái lãi suất gì hay không, hay là bắt đầu thời điểm này nhận nhà là bên mình phải đóng lãi suất luôn rồi. Không, là bên đây này nó có để dưới này nè. Là ngân hàng liên kết đúng không, công ty sẽ hỗ trợ tối đa là 8,5% đến năm, có nghĩa là hỗ trợ ân hạn gốc và lãi đến có là đến khi nhận nhà, mà shop house bây giờ nó nhận nhà rồi nên là không có hỗ trợ nữa nè. À vậy hả, là bây giờ là nhận vào là kinh doanh và là có lợi nhuận luôn, là được chia sẻ lợi nhuận luôn phải không? Đầu năm nay đi là shop house người ta chưa có bàn giao, chưa có nhận nhà thì sẽ áp dụng chính sách là đến thời gian nhận nhà rồi tầm 12 tháng. Đấy thì hiện tại bây giờ shop house đã bàn giao xong rồi. Đây là phương thức thanh toán của cái những cái nhà phố và biệt thự, biệt thự phải không? Đúng rồi. Rồi của dự án Nova Hồ Tràng ha. Đó xuống này. Với cái phân khu này lấy tên là gì? Tropicana. Tropicana. Tropicana thuộc của Nova World Hồ Tràng. Rồi. Chính sách của nó là về ưu đãi nè, là được chiết khấu 100 triệu là bữa nay ở dự án nè, rồi biết 100 triệu nữa nè. Rồi. Rồi cổ đông nếm Nova là lên sàn chứng khoán. Nên nếu mà anh sở hữu cổ phiếu của Nova thì anh sẽ được chiết khấu thêm ở đây. Rồi. Ưu đãi đây. Ok. Ở đây ưu đãi đây. Tùy thêm mức ưu đãi theo thời gian, hiện tại thời gian mình nằm ở đây là 101. Rồi. Rồi, thêm nữa là cái dịch vụ của Nova là những cái F&B nè, City Dream nè, spa nè, hotel resort nè, Nova Golf nè. Rồi dịch vụ du thuyền tổng trị giá rồi tầm 100, 200, 400, 600. Tùy theo hình thức thanh toán phải không? Không. Cái này á là tùy theo cái hạn thẻ của khách hàng. À, thẻ bạc. Có nghĩa là thẻ... ví dụ anh mua một căn, hai căn, ba căn trước đó của Nova rồi, anh sẽ có một hạn thẻ riêng. À, hiểu rồi. Level của anh sẽ khác. Rồi. Thì level cao nhất là 600 triệu. Rồi, level ok. 100, lấy 100 đi ha, 100. Rồi, cái đây là gói ưu đãi của Nova. Là bữa nay nè, cái gói này nè, là dành cho những khách hàng nào đã sở hữu Nova rồi. Là những cái căn hộ Sài Gòn rồi á, mà chưa sở hữu của dòng của nghỉ dưỡng thì sẽ được chiết khấu 5%. Nhưng mà ngày hôm nay thì như nãy em nói, cái này vẫn áp dụng. Nhưng hết ngày hôm nay cái này sẽ đóng lại. À, rồi, ok. Rồi. Ngoài rồi, khách cũ và khi ta ôm hay là gói gì đó là khách có level nè, khách level nè, nhưng mà mình khách mới thì mình sẽ lấy 1% trên tổng giá. Tổng giá rồi ưu đãi thanh toán nhanh, thanh toán nhanh ở đây thanh toán phương án là xuống 50% luôn, 50% luôn, 10% chỉ khấu 10% khách luôn. Đúng rồi, ok. Rồi bây giờ nó được thanh toán là cụ thể hơn là anh có thể mắc xích chứ kia. Rồi bên này thì có 3 thứ thanh toán: chủng, nhanh và ngân hàng. Và ngân hàng. Chủng là xuống 20. Xong rồi xuống 10. Xong rồi bắt đầu là 20 ngày kể từ sanh tốt được 2.
đến ngày đến năm sau, tháng 2 năm sau thanh toán 10%. À. Thanh toán đầu cách 3 tháng. Thanh toán 5%, cứ 3 tháng thanh toán 5%. 3 tháng thanh toán 10% nữa. Ở đây nè, 3 tháng thanh toán 10%. Rồi. Đó. Đến cái đợt mà đầu năm 2023 á, là thanh toán 25%. Là dự kiến là 2023 là bàn giao căn căn những căn biệt thự này phải không? Dự kiến là đầu năm 2023 là sẽ bàn giao sản phẩm. Nó ghi rõ đây. À. Nhưng mà sẽ cộng trừ 6 tháng. Không quá, rồi. Không quá. Ok. Rồi. Khi mà ra sổ thì mình đóng thêm 5% nữa. Khi nào ra sổ thì mình mới đóng nha. Rồi. Tổng là 100%. Rồi. Thanh toán nhanh. Rồi. Chỉ có 10%. Rồi. Xuống 50%. À. Xuống thêm 10%. Rồi. Đến tháng 2 năm 2022, năm sau á. 10%. Rồi, 3 tháng. Thanh toán 10%. Rồi. Nó cứ như vậy. Rồi, đặc biệt là cái vay ở đây. Vay ngân hàng thì anh chỉ cần xuống 5% là ký hợp đồng mua bán. Mua bán luôn. Rồi. À, còn bạn ngân hàng triệu nữa. Rồi. Rồi bắt đầu là năm sau bắt đầu xuống thêm 10% cho em. Là 15%. Bắt buộc xuống 15%. Nhưng đặc biệt ở đây nó hay chỗ này nè. Em không biết là ở dưới này như thế nào. Thường thường nếu muốn ngân hàng giải ngân phải xuống đủ 40%. À đúng rồi. Có độ bán thì ngân hàng mới giải ngân. Đúng. Nhưng rồi. Đối với Nova là một tòa đầu lớn thì anh chỉ cần xuống 15% anh ấy. 15% là ngân hàng giải ngân 40% luôn rồi. Chính xác, 40%. Còn lại những cái kia là mình sẽ thanh toán dần. Đặc biệt, đúng rồi, đặc biệt 40% này thì anh sẽ được ngân hàng gốc và lãi đến khi nhận nhà. Không đóng tiền gốc cũng không đóng tiền lãi, tiền gốc là ngân hàng, tiền lãi chủ tự trả. Đúng rồi. Rồi, quá hay luôn. Đến tháng 2 năm 2022 xuống 5%. 5%, 5%, 15%, 15%, 30%. Có nghĩa là 30% cho khách hàng á, đối với căn hộ á là khi mà đóng xuống 30% á là một cục. Rồi. Còn cái này là 30% nó chia thành nhiều đợt, tính nhiều ra đợt. Là 1 năm luôn rồi. 30% mà chia ra 1 năm. 1 năm, đúng rồi. Rất là dài. Đây. À. Rất là dài. Rồi, đến đầu năm 2023 lúc mà nhận nhà thì anh xuống 25%. Nhưng mà đợt này ngân hàng sẽ hỏi lại anh lần nữa. Anh có muốn vay nữa hay không? Nếu mà anh vay thì ngân hàng ở đây nó sẽ giải ngân cho anh thêm 25% nữa. Wow. Là mặc định anh là 65%. Còn nếu anh không vay thì anh trả luôn. Trả tiền mặt. Trả tiền mặt rồi anh tắt toán luôn cái này. Rồi. Đặc biệt nhá, anh trả tiền mặt cái này. Em ví dụ nha. Con 10 tỷ. Tới đợt này bàn giao nhà là 2 năm sau. 2 tỷ rưỡi. Căn đó nó lên đúng là 2 tỷ rưỡi. Ừ. Là coi như lời được 500. Nếu mà thì anh không muốn ở nữa. Anh muốn bán lấy lời luôn. Thì là anh bán luôn, bắt đầu là anh chỉ cần chịu phí phạt tất toán của 40% thôi, đúng không ạ? Hiểu. Phí tất toán nó rơi vào tầm 2%. Đúng rồi. Trên tổng số tiền giải ngân. Đúng rồi. Nhưng Nova hay cái chỗ bây giờ cái phí đó Nova trả luôn. Không phạt luôn. Không phạt luôn. Không mất luôn. Có nghĩa là Nova trả chứ không phải là không phạt. À, có rồi. Phạt nhưng hỗ Nova trợ lãi suất. Hỗ trợ lãi suất nếu mà muốn bán ra sản phẩm luôn. Đúng rồi, hỗ trợ tất toán, rồi tất toán khoản vay. Tất toán khoản vay luôn. Đúng rồi. Quá hay là Nova đang có chính sách đó ưu đãi cho khách hàng, tại vì Nova muốn liên kết với khách hàng là mật thiết, thân thiết. Nên Nova chịu luôn vấn đề này. Rồi, khi nhận sổ thứ 5% xong. Ok. Nói chung là cũng đơn giản, nó giống giống những cái anh làm thôi. Chính xác. Quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà nó khác là nó khác về tất toán thôi. Tất toán ở đây nè. Với lại là 30% này nè, hai cái. Tại vì em cũng nói chung là em cũng làm cũng nhiều rồi. Đây em thấy chính sách này rất là tốt. 30% thanh toán theo từng đợt.